Các bạn có thấy cái cục giò bê siêu to khổng lồ không? Ăn hết một cục này là no luôn, khỏi cần ăn thêm gì nữa cả. Nó mềm rục nha. Mình cầm mà nó muốn rớt ra ngoài luôn này. Thấy các bạn thấy không? Nó mềm lắm rồi. Con bê nó ngon quá, nó mềm ha, cái này mới nóng luôn anh, mới quay xong. Các bạn ơi, mình đang ở trên đường Bắc Hải nha, và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi ăn các món về bê nhá. Ở đây là một quán rất là nổi tiếng về bê thui, nhưng mà hôm nay thì mình ở clip trước thì mình đã giới thiệu đến các bạn món bê thui rồi, và hôm nay mình quay ở đây thì mình muốn giới thiệu cho các bạn một cái món rất là ngon ở quán nữa, đó là món cháo bê cực kỳ ngon luôn. Đấy, bây giờ trong này anh đang cắt bê này, mình coi anh cắt bê chút xíu thì rồi chốc nữa mình vào mình ăn cháo sau nhá. Đây là anh Bình nha các bạn, anh Bình clip trước thì các bạn đã biết rồi, anh Bình là chuyên về thui bê và cắt bê. Giò bé này mình nghe thấy cái mùi ngọt thịt không? Mình bán theo lạng này. Dạ. Ba lạng. Ví dụ mình tính một lạng là nhiêu anh? Một lạng là 55.000. 55.000. Ở đâu cũng vậy đúng không? Dạ. Giờ nếu đây là cạnh tranh nhá, giờ nơi khác nó bán 600. 60.000 một lạng. 60.000 một lạng. Tại bây giờ mua hơi vô đó 200 rồi. À. Đây là 55.000 một lạng. Dưới là 20 năm trong nghề đó. Anh Bình nha. Dạ. Dạ. Phỏng vấn cô bà chủ chút xíu. Đây là bà chủ xinh đẹp đấy các bạn. Chị tên gì chị ạ? Chị tên Thuận. Chị Thuận á, dạ. Cái này là trong quán của mình là có những cái món gì mà nó đặc biệt nhá vậy chị? Ở đây là ngoài những quán bê thui trộn thính nè, rồi thanh nổi áp chảo nè, gân xào sa tế, rồi lá sách xào cần đó. Ở đây món lẩu của chị là cực ngon. Lẩu quá hả? Món lẩu lẩu xương ống, lẩu xương quát đó là cực ngon. Thế các bạn ơi, nói chung là trong cái quán bê này có quá nhiều món nên hôm trước mình mới có thử món bê thui thôi mà mình đã thấy hết muốn hết cái clip rồi. Hôm nay đang tính thử món cháo chỉ là giới thiệu cái món lẩu. Anh thầy ướp lạnh. Da này mà bóc gỏi này rất nách này. Hôm trước anh em mình ăn là hình như cái da nó vẫn còn hơi cứng đúng không? Đúng rồi, nó mới lên mà. Cái da nhìn nó màu nó đẹp mắt nhỉ. Bây giờ càng ủ càng lâu là cái da nó càng trong lại đúng không anh? Nó mềm ra. Nó mềm da ra. Tính ra là bắt đầu là từ 9 giờ là mình có bán này nhỉ? Đúng không? 9 giờ mình bán tới chiều tối luôn. Chắc 9 giờ đêm luôn ha? 10 giờ đêm. 10 giờ đêm. 10 giờ đêm, 11 giờ đêm luôn. Nói trong cái nghề quán nhậu này mà có khách thì đâu có đi đâu được đâu mà. Có khi nào bán đến xuyên đêm không? Không. Nghỉ nó ăn bán đến 2-3 giờ sáng. Đây là 2-3 giờ sáng lúc mà hết khách là ngừng là nghỉ ha. Hết khách là nghỉ thôi cho nó ăn đêm là tới ăn chơi mà. À. Mình họ thức chơi thì mình cũng phải thức bán thôi. Đây nè các bạn, cái này là mình có gọi là một nồi cháo bê rồi. Đấy, đây là cháo bê, cái nồi này là chị ơi, cái nồi này là mình bán nhiêu chị?
250 một nồi cháo bê như thế này nha các bạn. Cháo bê chua ngóng đấy. Vâng. Cái này là hình như chưa bật lửa chị nhỉ? Nó da nha. Vâng. Xương ống ở trong và nó có tủy à. Vâng. Nó có tủy bò. Có tủy bò luôn. Nó có tủy là trong đây. Mình cắm móng vào mình hút thôi. Vâng, đây là cái xương ống và rồi là nó rất là nhiều thịt. Vâng. Đây là. Đó, thấy không? Còn cái phần này là nó có da. Xương ống mà có da là rất là hiếm. Chỉ có nhiều da lắm thế đó. Rồi, các bạn này. Rất là người ta rất là thích ăn nhiều da. Đó. Đấy các bạn ơi, thấy không? À, chỉ có 250 thôi nha. 250 nha các bạn. Ngon nha, cháo đậu xanh nha mọi người. Cháo đậu xanh xương ống. Rất là tuyệt vời các bạn ạ. Mình thích ăn gân nữa thì là mình bỏ gân vào. Vâng. Nhưng mà gân là thêm tiền nha các bạn. Đúng rồi, gân là thêm tiền. Vâng, mình nghĩ là cái nồi này 250 là rất là tuyệt vời rồi. Bốn cùng nha, bốn cùng. Dạ vâng. Các bạn có thấy cái cục giò bê siêu to khổng lồ không? Ăn hết một cục này là no luôn, khỏi cần ăn thêm gì nữa cả. Nó mềm rục nha. Mình cầm mà nó muốn rớt ra ngoài luôn này. Thấy các bạn thấy không? Nó mềm lắm rồi. Xương ống này này có nhiều người họ rất là cầm tay họ ngại. Vâng. Đó, nên là mình phải lấy nó ra. Đó. Wow, em thấy nó muốn rớt lắm chị ơi. Nó, ôi, rất, là nó rất là mềm rồi. Đó. Đưa ra như vậy. Xong rồi mình sẽ cắt miếng vừa ăn. Vâng. Chứ cầm cái này mà gặm cái này. Nhiều người họ đi với bạn gái hoặc là đi với mọi người thì nó sẽ kỳ, rất là kỳ. Vâng. Nên là họ phải cắt nó ra từng miếng như vậy. Đây, ăn thử. Rất là ngon luôn, chấm hết. Đây là cái miếng bê này. Nó mềm ha. Mình làm cái tô to tướng này. Da nó mềm rụt quá chị ha. Đúng rồi, phải hầm tới 6 tiếng đồng hồ nó mới mềm vậy đó em. 6 tiếng luôn đó chị. Cái phần này á, mình sẽ bỏ vào đây cho nó nóng, mình ăn sẽ từ từ. Đấy. Rất là ngon. Vâng, đấy các bạn ạ. Hôm nay là mình rất là may mắn đi quay sau gặp được bà chủ ở đích thân hướng dẫn cách ăn cháo. Đi gặp mình nãy giờ mình cầm nguyên cục mình gặm rồi. Đây các bạn này, thấy nồi cháo bê chưa? À các bạn ơi, hôm nay mình vừa để ý xong đó các bạn ơi, ở trong cái xương con bê này các bạn là phần tủy nhá các bạn. Cho chị cái ống hút bê. Là rất là được hút tủy luôn các bạn ạ. Cái này là để hơi nguội để mình trùng nóng thêm chút xíu nữa. Không, em đừng có chụp như vậy. Em hút cái tủy xong bắt đầu là em lấy cái nước cháo đổ vô. Thì là nó sẽ cực ngon luôn đó. Nó ra được cái tinh vị. Vâng. Đấy các bạn ơi. Đổ lên như vậy, đợi chốc nữa mình hút cái tủy trong này. Không khéo là phòng nha các bạn, cháo nóng lắm ạ. Từ từ nha, nóng nha. Dạ. Cái tủy này nó rất là béo. Nhưng mà nếu mà ăn nhiều thì sẽ ngán ấy, nhưng mà ăn một cái này rất là ngon. Đây các bạn ơi, cái cháo này là được hầm rất là kỳ rồi. Cháo này là cháo đậu xanh, được hầm rất là kỳ. Cháo hầm nhừ lắm, ngon lắm. Không nào mệt mà người ta còn một nồi cháo này 4-5 người ăn là thoải mái các bạn ạ. Cháo rất là ngon. Thực sự là một nồi này 250 là quá nhiều luôn, quá trời nhiều luôn. Còn rất là nhiều xương ống này. Đấy, mình nghĩ là cái nồi này phải 5 người ăn với hết các bạn. Nếu mà bạn nào đói á, thì khoảng 3 người. Nhưng mà nếu mà vừa ăn thưởng thức thì phải 4-5 người. Mới ăn các cục chiếc quách là mất no rồi các bạn ạ. Nói chung là đây là một món cháo mình nghĩ là đáng để thử đấy. Nếu một dịp nào đó các bạn đi ngang qua khu vực này á, thì các bạn có thể ghé vào đây mua một phần ăn thử nha. Mình nghĩ là nó sẽ không khiến các bạn thất vọng đâu. Ở đây thì các bạn đi ít người thì gọi ít nha, ở đi nhiều gọi nhiều nha. Có phần cho 1 người, 2 người, 3 người, 4 người, 5 người tùy. Về phần giá cả thì cứ tùy theo cái nồi các bạn gọi thì nhân lên, nhưng mà hình như rẻ nhất là 50.000 đấy. Phần mắc nhất thì chắc là không có mắc nhất đâu. Còn về phần địa chỉ thì mình đã có giới thiệu ở phần đầu video rồi. Mình sẽ ghi cái địa chỉ thêm ở trong cái phần mô tả của video, các bạn có thể vào đó xem thêm nhé. Nói chung là món này ngon các bạn, đáng để các bạn thử. Xúc xích rất là to, ăn rất là đà.
mình thích ở đây nhất là cái phần da của con bê trong cục xích quách. Vì da bây giờ nó mềm, nó mùn ra, ăn cực kỳ ngon luôn. Thì ăn trong khoảng 1 phút, sướng quyền, tuyệt vời.